Rồi, khách mới lựa xong một em máy nha quý anh chị, máy DC70 Blast nha. Rồi, mới vừa xong một máy về con tôm nha anh em. Đây khách đây ha, về con tôm. Đây anh em, về con tôm nha. Rồi, cảm ơn trai rất là nhiều luôn, từ xa xôi vô ha. Rồi, giờ bắt đầu chạy máy vô nha anh em. Rồi, chào anh em nha, hơi ồn nha. Thì bữa nay em đem máy con tôm ra làm bảo dưỡng đây, mới về nên tức thì ra luôn. Thì các cộng đoàn sẽ như cũ, em sẽ làm bảo dưỡng cho máy này. Trước hết thì em quay sơ một vòng máy chưa làm bảo dưỡng. Và sau đó em sẽ làm mới là nguyên chiếc này nha. Rồi, hôm nay em đã làm cũng một số thứ rồi ha. Đây hộp số đây. Nên làm dàn đẹp ha. Nhông bọng để em thay hết cho anh em luôn. Bộ nhông mới đó. Chút nữa sẽ thay vô máy này. Giờ hộp số mới luôn nha quý anh chị. Nằm trong đây thì em cũng mới vừa vệ sinh xong. Cái này chỉ nắp mới. Đường mới luôn. Đây nha. Mấy cái khoan này anh em cũng đang làm luôn, khoan mới, vỏ khoan mới. Thay vô máy. Rồi chào anh em nha, máy con tôm bây giờ nó làm xong rồi ha. Đây xích mới hoàn toàn hết luôn nha quý anh chị. Mấy cái này thì em làm bảo dưỡng xong hết toàn bộ luôn rồi. Đây xích mới và chưa mới làm luôn. Rồi ha. Rồi giờ máy xong rồi nha anh em, đang cắt đăng cái máy nha. Em máy này thì về con tôm nha. Máy con tôm khách đang cắt luôn. Máy bảo dưỡng xong. Chào anh em nha, bây giờ bắt đầu lên máy về con tôm nha. Máy DC70H ha, đã làm bảo dưỡng, đã lắp cặp xích mới luôn. Rồi máy ra tới nha anh em. Cảm ơn quý bà con cô bác gần xa đã luôn ủng hộ bên em nha. Chúc quý bà con nhiều sức khỏe. Này nắng sáng sớm đẹp lên máy. Rồi, máy lên xong nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gặt cho khách xem á. Mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC70G, DC70 thường, đủ loại. Tất cả đều là máy nhập hết ha. Ở phía trong đây thì mình có để mấy chiếc 105 để mình quay cho mọi người xem. Đây, 105 mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC70G Plus máy thái xịn này, máy chạy lướt ha. Được gần 19 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi đó. Cũng gần hết anh em, cứ lựa sớm. Ở phía trong đây thì cũng để máy dùng nha. Ở phía sau đây ha. Rồi máy mình có để sẵn ha, anh em cứ thích thì đến các máy, gửi chiếc nào thì lấy chiếc đó ha.